Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là mẫu hộp số giảm tốc trục vít bánh vít. Có mã hàng là WBO. Có trục vào là trục dương. Trục ra là trục âm, gửi lên trên. Size 250. Có đường kính trục vào là 60mm. Đường kính trục ra là 90mm. Tỷ số truyền thông dụng phổ biến nhất là từ 1/5 đến 1/60. Ngoài ra còn có size nhiều size nhỏ hơn, quý khách cần tư vấn thì có thể liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi.